video ấy. Quay video. Này. Em này phải 4 5 cân. Đẹp quá. Ôi trời ơi. Chết. Không biết tả thế nào nữa. Nhìn này. Ôi trời ơi. Cần đều. Máy giống lộn. BL7000. Ôi trời ơi, sướng quá, vẫn run quá. Thế nha anh em, tí quay tiếp nhé. Chào các bác nhé. Hôm nay em lại đi câu. Hôm nay xuống điểm câu. Hôm trước. Đây, thử hút bán câu. Này, lại có gặp em với cả thủ đang thủ lưới kia, không biết được ăn thua gì không. Thế nha, chào các bác nha. Chốc nữa có cá em lại quay nhá. Chào các bác nha. Cần thì đã giải xong rồi. Đây, này ngồi đúng vị trí hôm trước ngồi. Bây giờ là giờ là 1:20. Rồi các bác chờ kết quả nhé. Mồi em vẫn mồi như hôm trước nha. Công thức nấu đúng y đấy. Các bác chờ kết quả của em nhé. Hôm nay được cái thời tiết ấm và lặng gió. Hy vọng sẽ có kết quả cao. Đây chỉ cần có lập công đây. Tới đều thì em chắp vá đi. Máy BL7000. Ui dồi ôi, kéo xong mà phê thế. Dạo không kịp bật máy này quay. Sợ sợ. Trời ơi, em có cảm giác đang lưng lưng này. Quá tuyệt vời. Thôi hôm nay câu rồi. Cho một con thôi chứ để dành một câu tiếp nha anh em nhé. 4:2.